bóng này thì trước khi bước vào vòng đấu thứ tư các cặp đấu trong khuôn khổ ngày chủ nhật, câu lạc bộ BKMX Bình Dương đang xếp ở vị trí thứ 5. Trong đó thì Hải Phòng đang là một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất sau 3 vòng đầu tiên. Họ có được 7 điểm và đang song hành cùng với Theo ở những vị trí dẫn đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì đội chủ nhà BKMX Bình Dương sẽ chơi giữ khung thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Đây là vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá vô địch quốc gia. Lịch thi đấu được diễn ra đúng như những gì đã dự kiến. 3 vòng đầu tiên đều đã có những trận đấu phải hoãn lại. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Một ngày thi đấu mà trên sân Bình Dương có rất đông các cổ động viên của câu lạc bộ Hải Phòng đã di chuyển đường xa tới đây. Cũng dễ hiểu bởi vào lúc này thì đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang có một khởi đầu được coi là thực sự tốt đối với họ, và họ đang hướng tới một kết quả trọn vẹn nữa trước khi bước vào quãng nghỉ của giải quốc gia. Cơ hội đầu tiên, đánh đầu! Bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hải Phòng ngay ở phút thi đấu đầu tiên. Đó là Romario. Một cú đệm bóng đơn giản khi mà đồng đội đã làm tất cả những gì khó nhất. Đây là sự vui mừng của các cổ động viên câu lạc bộ Hải Phòng. Họ đã phải di chuyển một quãng đường rất xa tới đây và được hưởng niềm vui chỉ sau 30 giây. Một tình huống tranh chấp tốt ở khu vực giữa sân. Và sau đó là một pha bóng triển khai ở bên phía hành lang cánh trái. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Một quả tạt loại bỏ hoàn toàn thủ môn của BKMX Bình Dương, các trung vệ của đội bóng này, và công việc còn lại của Romario là quá đơn giản. Ngay ở phút thi đấu đầu tiên, đó là Romario. Hải Phòng đang khởi đầu rất hay ở mùa giải năm nay. Và bây giờ vòng đấu thứ tư, họ cũng đã có một khởi đầu thực sự tốt. Bàn thắng sớm sẽ giúp cho trận đấu này có thêm chất xúc tác để trở nên hấp dẫn hơn. Hải Phòng ở vị trí này sẽ là sông Lam Nghệ An trong trận đấu muộn nhất. Và đó là bàn thắng sơ bằng tỷ số cho BKMX Bình Dương. 4 phút, 2 bàn thắng. Đó là một kết quả khiến cho người hâm mộ phải đứng ngồi không yên. Chỉ 4 phút thi đấu mà đã có 2 bàn thắng được ghi. Từ đợt lên bóng đầu tiên của mình thì Hải Phòng có bàn thắng. Và bây giờ là câu trả lời của đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh từ một tuyến cố định. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp này. Cầu thủ thực hiện quả đá phạt cho BKMX Bình Dương là Duy Khánh. Và Nguyễn Trần Việt Cường đã có một tình huống đánh đầu hạ gục thủ môn Đình Triệu. Tỷ số là 1-1. Bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay đã nâng tổng số pha lập công của Hải Phòng ở mùa giải này lên con số 5. Một đội bóng rất nguy hiểm, Romario. Đó không phải là lần đầu tiên các cầu thủ tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ BKMX Bình Dương phải đối mặt với những tình huống áp sát nhanh. Để mất bóng rất nguy hiểm, lần thứ 3 rồi. Lần thứ 3 để mất bóng trước khu vực 16m50 của các tiền vệ BKMX Bình Dương. Và vừa rồi thì Triệu Việt Hưng đã có được tình huống dứt điểm. Có vẻ như là các tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ BKMX Bình Dương vẫn chưa rút ra được bài học kinh nghiệm dành cho mình. Ta sẽ cùng xem lại cú sút của Triệu Việt Hưng. Thủ để mất bóng là Võ Hoàng Minh Khoa. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc bên phía hành lang cánh trái dành cho họ. Tiếp tục vẫn sẽ là quả đá phạt được thực hiện bởi Duy Khánh. Sút bóng! Không vào! Người vừa dứt điểm là Trung Tín. Bây giờ thì Hải Phòng đang tấn công khá hiệu quả bên phía hành lang cánh phải. Và bóng vào của Châu Quang. Cơ hội dành cho Hải Huy, không được. Không hiểu sao ngày hôm nay thì các tiền vệ trung tâm của BKMX Bình Dương và các trung vệ của họ lại có nhiều pha xử lý lập bập đến như vậy. Martin. Sút xa. 2-1 cho Hải Phòng. 2-1 cho Hải Phòng. Bàn thắng quá đẹp mắt.
Một lần nữa thì Hải Phòng vươn lên. Rất nhiều những phương án. Và đây là một cú sút làm người ta sẽ quên đi những dấu ấn buồn của Hoàng Thái Bình trong trận đấu với câu lạc bộ Nam Định. Anh vừa có một pha băng vào rất nhanh, dứt điểm quyết đoán và giúp cho câu lạc bộ Hải Phòng có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Cú đá với lực đi rất tốt của Hoàng Thái Bình. Hơn 30 phút thi đấu của một trôi qua, 3 bàn thắng được ghi. Chúng ta hãy cùng xem lại góc nhìn từ phía sau cú đá của Hoàng Thái Bình. Hải Phòng vươn lên dẫn 2-1. Phía trên là Rimario. Rimario sức mạnh, cố gắng đưa trái bóng vào phía trong. Và người đã kịp thời giải nguy cho khung thành của thủ môn Lại Tuấn Vũ, đó là Thanh Long. Chúng ta hãy cùng xem lại nỗ lực trước đó của Rimario. Anh vượt qua Oliver một cách tương đối đơn giản. Và chỉ chậm một chút thôi. Nếu như Thanh Long không can thiệp thì Hải Huy đã dứt điểm ở cương ly rất gần. Và bàn thắng gần như là điều đương nhiên. Khá hay. Tiến Linh trước đó đã gặp một chấn thương ở hiệp 1. Tiến Linh đang phải rời sân trên cáng. Tiến Linh vẫn có thể tiếp tục thi đấu ở trận đấu này. Nhưng Tiến Linh không gặp chấn thương quá nặng và có thể tiếp tục chiến đấu trong những phút còn lại là một tín hiệu khả quan cho hàng công của Betamax Bình Dương. Đường chuyền của Cisse qua người rất hay. Đây là cơ hội dành cho đội chủ nhà. Đã không có được một đường chuyền hay một tình huống dứt điểm. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống thoát xuống. Nguyễn Trần Việt Cường có tình huống không chơi bóng tốt vượt qua anh Pandey, nhưng ở những bước cuối cùng thì anh không đủ sức dấn. Một tình huống sút xa đẹp mắt của Hoàng Thái Bình đã lần thứ hai giúp cho Hải Phòng vươn lên ở trận đấu này, và cho tới thì hiện tại thì họ vẫn đang giữ được lợi thế. Cơ hội đường chuyền rất hay của Triệu Việt Hưng, chỉ đáng tiếc là pha không chơi bóng của Châu Ngọc Quang là không thực sự tròn trịa. Hải Huy quá đáng tiếc. Hai cơ hội liên tiếp dành cho các cầu thủ Hải Phòng. Thế Linh đã có một tình huống va chạm và tiếng còi cất lên. Quả đá phạt 11m dành cho BKMX Bình Dương. Đó là một quyết định chính xác của ông Mai Xuân Hùng. Hải Phòng đánh mất thế trận trong những phút thi đấu vừa qua. Họ để cho đối phương kiểm soát bóng nhiều hơn. Tiến Linh vừa rồi đã thực hiện một đường chuyền bổng vượt qua các trung vệ của câu lạc bộ Hải Phòng. Và Vĩ Hào thì cũng đã băng lên rất nhanh, tận dụng cơ hội. Một pha bóng tương đối đơn giản. Ngọc Thịnh là người đã phạm lỗi. Nhưng có vẻ như là điểm phạm lỗi là một điểm hết sức nhạy cảm. Mặc dù vậy thì ông Dùng đã chỉ tay vào chấm phạt 11m. Phút thứ 81, BKMX Bình Dương đứng trước cơ hội để san bằng tỷ số. Trong hiệp 2 chưa có một bàn thắng nào cả. Bây giờ sẽ là Tiến Linh, đội trưởng của BKMX Bình Dương. Tiến Linh rất đơn giản và nhẹ nhàng, tỷ số được san bằng 2-2. Tiến Linh đã đánh lừa được thủ môn Đình Triệu.
4 bàn thắng đã được ghi, 2 lần các cầu thủ Hải Phòng vươn lên, là 2 lần BKMX Bình Dương san bằng tỷ số. Sức ép dồn dập từ phía đội chủ nhà trong những phút thi đấu vừa qua. Bây giờ thì họ đã có được điều cần thiết, đó là bàn thắng san bằng tỷ số trận đấu thứ hai trên sân nhà ở mùa giải năm nay, và họ không muốn kết thúc nó bằng một thất bại nữa. Quả đá của Tiến Linh đánh lừa được thủ môn Đình Triệu sau một quả đá phạt 11m đầy nhạy cảm. Ba bàn thắng trên sân Hà Tĩnh. Triệu Việt Hưng vào đà và dứt điểm. Phạt góc dành cho đội khách. Đó là một đường truyền chuẩn xác của Hải Huy. Trường Linh cũng đã có những phút ngắm nghía trước khi tung ra cú đá này. Nhưng cú đá vào góc gần thật khó để trở thành bàn thắng. Võ Ngọc Thịnh rất nhanh. Ở trong hiệp đấu mà chúng ta theo dõi thì Ngọc Thịnh đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Thẻ phạt đã sẵn sàng rồi. Thẻ phạt đã sẵn sàng. Đó sẽ là chiếc thẻ phạt dành cho trung vệ của câu lạc bộ Hải Phòng. Bây giờ thì đội khách sẽ chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Bất lợi rất lớn. Đồng đội đã làm khó Ngọc Thịnh, và khi phải đối mặt với pha băng lên của Hoàng Phương thì có lẽ là trung vệ của Hải Phòng không còn một giải pháp nào khác cả. Một đường truyền đã khiến cho số 20 bị đẩy vào thế bị động và anh buộc phải phạm lỗi. Hải Phòng chỉ còn 10 cầu thủ trên sân trong những phút cuối. Mọi thứ đã thay đổi. Điều đường vào khai đánh đâu, bóng lại đi chạch khung thành của Hải Phòng. Đó là pha dứt điểm quen thuộc của Tiến Linh. Quả tạt với lực đi và tầm rất tốt được thực hiện bởi Vĩ Hào. Moses, những diễn biến cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ BKMX Bình Dương và Hải Phòng trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư của Nai Úc V-League 1 2022. Tỷ số cuối cùng của trận đấu này là 2-2, một cuộc dự đuổi về mặt tỷ số trên sân Bình Dương. Câu lạc bộ Hải Phòng hai lần vươn lên dẫn trước bằng những pha lập công của Rimario, Hoàng Thái Bình, và những người đã giúp cho BKMX Bình Dương có được một điểm ngày hôm nay là Nguyễn Trần Việt Cường và Tiến Linh. Chưa một ngoại binh nào của BKMX Bình Dương ghi bàn ở mùa giải năm nay cả. Tuy nhiên họ vẫn có được một điểm đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải mới. Hiệp một là một hiệp đấu thuộc về câu lạc bộ Hải Phòng, thì họ chơi tốt hơn đối thủ, kiểm soát bóng và thể hiện được lối chơi quen thuộc được định hình trong mùa giải 2022. Nhưng hiệp 2 thì thế trận đã đảo chiều, BKMX Bình Dương kiểm soát mọi thứ tốt hơn, và cho dù quyết định có phần gây tranh cãi dẫn tới quả đá phạt 11m để Tiến Linh ghi bàn thắng sau bằng tỷ số 2-2 là thứ sẽ còn được nhắc nhiều. Nhưng nếu nhìn vào màn trình diễn của đội chủ nhà ở hiệp đấu này thì kết quả hòa là một kết quả có lẽ là hợp lý với BKMX Bình Dương và Hải Phòng ở vòng đấu thứ tư. Cuộc thi đấu trận đấu giữa hai câu lạc bộ BKMX Bình Dương và Hải Phòng của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.